Rồi, ok anh em. Video này mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta dùng cái liveware của thằng Laravel ấy, mình dùng để mình thực hiện một cái chức năng CRUD nhá. CRUD tức là nó viết tắt của cái create, read với là update, delete ấy, tức là những cái tính năng cơ bản để chúng ta tương tác với database. Nhưng mà cái video này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh em cái cách để chúng ta dùng cái thằng liveware để chúng ta xử lý. Thì cái thằng liveware là gì ấy? Thì các bạn sẽ xem mình có hai cái video để mình nói về cái thằng liveware. Thì cơ bản là nó như kiểu là một cái framework để cho chúng ta xử lý tương tự như là các bạn dùng với cái thằng React hay là thằng Vue. Đấy, tức là những thằng đấy thì nó sẽ làm cho cái trang web của chúng ta động mà nó là một single page application, cái SPA ấy. Thì cái khái niệm của single page application ấy thì các em tìm hiểu thêm, thì cứ hiểu nôm na là chúng ta sẽ không có cái việc chúng ta load ra nhé, mà nó sẽ là tự nó render các cái component. Đấy, thì các anh em sẽ tìm hiểu thêm nhé. Ở trong hai video trước của mình có hai video về chủ đề thằng liveware thì các bạn sẽ coi thì các bạn sẽ hiểu thôi. Còn video này thì mình sẽ tập trung để mình build một cái trang là có cái tính năng, các cái tính năng CRUD. Đấy, thì các tính năng nó cụ thể như thế nào thì các bạn sẽ cùng coi này. Mình đã build đây rồi, đúng không? Đấy, mình đã build đây rồi. Thế ví dụ như ở đây mình thêm học viên, đúng không? Ví dụ như ở đây mình thêm một cái học viên này. Đấy, đây có năm sinh này. Đấy, mình chọn khóa học, đúng không? Ví dụ như là JavaScript, xong rồi mình sẽ thêm ảnh vào. Mình sẽ ảnh mình đã để sẵn ở đây. Đây, ví dụ như mình thêm cái ông này vào nhá. Đấy, sau khi thêm vào thì các bạn thêm vào. Đấy, khi thêm vào thì nó đang nằm ở đây này. Các bạn thấy chưa? Đấy, ở đây mình sẽ sửa một chút nhá. Đây là khi mình thêm vào rồi, đúng không? Nó nằm đây này. Đấy, mình có phân trang luôn. Đấy, thì khi các bạn muốn sửa thì các bạn cứ nhấp vào, đúng không? Edit này. Các bạn sửa đây, giống như ở đây các bạn đổi nó thành CSS nhá. Ngô Sinh lên đây có thể là sinh năm 2000. Ví dụ như vậy. Các bạn có thể hoàn toàn sửa cái ảnh này. Mình có thể là ảnh này chẳng hạn, đúng không? Đấy, sau đó các bạn sửa. Sửa thì ở đây nó sẽ cập nhật này. Nó là sửa nhá. Còn nếu các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ xóa thôi, các ấn delete nó xóa. Các bạn để ý là cái này nó không có cái việc reload lại page. Chúng ta đang xử lý trên một cái single page application nhá. Đấy, nó sẽ cách thức của nó sẽ tương tự như chúng ta dùng thằng React hay thằng Vue. Thì cái này nó rất thích hợp đối với các bạn mà đang còn lăn tăn về cái việc là có nên học thêm React hay học thêm Vue để chúng ta làm những cái tính năng kiểu như thế này. Thì cái thằng liveware nó sinh ra là để nó giúp chúng ta yên tâm hơn nếu như chúng ta đang có cái kiến thức nền tảng là Laravel, các bạn hình dung chưa? Rồi, đây là delete, được chưa? Rồi, ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ chuyển sang cái page thứ hai, đúng không? Mình đang để nó làm phân trang là paginate, nó là ba cái item trên một page, nên là khi chúng ta nhảy sang 4 thì nó sẽ tự động nó phân ra, ok chưa? Rồi, ở đây nó sẽ có tìm kiếm luôn, đúng không? Như ở đây các bạn tìm kiếm này. Đấy, thì nó sẽ tìm kiếm cho các bạn. Mà nếu như nó không có thì nó sẽ báo là không có học viên nào. Bạn hình dung chưa? Rồi. Đấy, thì là thêm này, rồi sửa xóa rồi đúng không? Lấy dữ liệu ra. Đấy, còn gì nữa không? Phân trang rồi đúng không? Đó, thì đây cái này là code HTML CSS bình thường thôi. Cái này không có JavaScript gì hết đấy. Ok chưa? Thế thì cái tài liệu để chúng ta thực hiện cái video này ấy, thì chúng ta sẽ có một file HTML mình đã làm sẵn, thì mình cũng đã để ở trên cái trang Miracode của mình nhé. Thì các bạn sẽ vào một bài viết này, vào cái chỗ mình đang để tạm trong cái Laravel ấy, thì các bạn kéo xuống đây, nó mình đang để đây nhé, mình đang để tạm đây. Là cái quên, xin lỗi, đây là cái tài liệu của chúng ta, là cái nội dung, còn cái suộc của cái HTML ấy thì mình để ở đây. Đây mình đang để đây thì các bạn ủng hộ 19k nhá. Thì cái này thì các bạn cũng tự code được thôi. Đấy, nó dễ lắm thì các bạn tự code thôi, còn mình để đây thì mang tính chất là coi như là động viên mà. Đấy, thì mình để 19k đây, các bạn nào có nhu cầu thì tải về dùng luôn. Còn không thì các bạn có thể tự tự build được cái page này bằng HTML CSS nhá. Nó không có gì là khó cả. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm từ đầu. Chúng ta khởi tạo Laravel này nọ, đúng không? Thì
Khi các bạn làm thì thứ nhất là khi các bạn tải về thì các bạn sẽ bám vào cái tài liệu này nhá, bám vào cái tài liệu này, và chúng ta tải cái suộc bên này về chúng ta làm. Và bây giờ mình sẽ làm từ đầu được chưa, mình sẽ làm từ đầu đấy. Thế thì ở đây mình sẽ cơ bản là mình sẽ vẫn phải dùng tài liệu thôi các bạn, mình vẫn phải dùng tài liệu thôi, cũng một trên các cái đang mina code của mình, bởi vì thực sự là có những cái code mình cũng không 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 nhớ mà đánh nó sẽ mất thời gian đấy. Thì rõ ràng là bây giờ thằng Liveware này nó là một cái framework nó dùng trên nền tảng Laravel, thì các bạn phải khởi tạo một cái project Laravel nhá. Thì ở đây nó sẽ có là cách cài commercial để khởi tạo một dự án Laravel này. Đấy, mình sẽ mở mình đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái project đây nhá. Đây là mình sẽ tạo này, mình sẽ làm cùng các bạn luôn, để đến đâu mình sẽ giải thích đến đấy. Đây là mới là commercial thôi đúng không? Mình chưa có tạo đây. Thế nhưng nó nằm ở trang thứ hai này, dùng commercial để tạo nhá. Rồi. Dùng commercial để tạo thì ở đây mình cũng nói cái cách của chúng ta tạo luôn. Tạo ở đây thì mình sẽ vào cái prompt đúng không? Vào prompt này. Vào prompt. Đây command prompt đây. Rồi mình sẽ tạo một cái project ở trong cái thư mục là sang của chúng ta đúng không? Mình sẽ tạo trong thư mục sang của chúng ta. Đây sang này, htdoc này. Đây trong cái mục này. Mình sẽ cd nó vào đây. Mình sẽ cd nó vào đây. Rồi, sau khi mình vào trong nó bắt đầu mình copy câu lệnh thôi. Đây cái câu lệnh của mình đây. Đâu rồi nhỉ? Câu lệnh đây đúng không? Mình cho vào đây. Rồi, sau khi mình cho vào mình sẽ đổi cái tên này đi. Tức là đây sẽ là crew đúng không? CR hoặc là like where CRUD nhá, mình sẽ làm cái dự án này cùng các bạn cái này. Đấy, sau khi các bạn enter thì nó sẽ tạo một project cho chúng ta. Thì cái Liveware này mình thấy nó khá là hay. Các bạn nên áp dụng vào cái việc code các cái dự án của chúng ta, vì nó có khả năng nó sẽ tăng cái tính trải nghiệm cho người dùng. Đấy, chúng ta sẽ không cần phải load lại pay đâu. Chúng ta sẽ dùng cái single pay application nhá. Nó còn chịu khó chờ xí, thì chúng ta sẽ lướt qua một chút cái tài liệu của chúng ta đây này. Mình có để cái link hai video đây YouTube đấy, là link mình nói qua về Liveware. Thì cái này mình cũng xây dựng dựa trên những cái kiến thức của cái hai video trước, hai video trên này nhá. Rồi ok, thì đây mà các bạn lưu ý là thì cái thằng Liveware ấy, thì nó đã có cái phiên bản mới rồi, là phiên bản V3 này này, version 3 này này. Thì cái phiên bản này ấy, thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải là dùng cái Laravel 10 trở lên, và cái PHP là 8.1 nhá. Rồi sau đó khi các bạn cài thì chúng ta sẽ từ từ thôi, chúng ta sẽ thực hiện thôi nhá. Rồi ok, nó cài xong chưa? Này nó đang xử lý một chút, gần được rồi đấy. Đấy, chúng ta sẽ khởi tạo này. Đấy, xong là chúng ta sẽ tạo một component này. Chưa? Đấy, chúng ta sẽ làm bám cái này và chúng ta sẽ dùng cái kia. Rồi ok này, nó khởi tạo xong rồi các bạn thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ mở cái project của chúng ta lên nhá. File này. Open folder. Đâu thằng Liveware Crew chúng ta đúng không? Mình sẽ select nó. Rồi select nó xong đó mình sẽ khởi tạo chạy cái dự án này lên đúng không? PHP Artisan Server. Rồi chúng ta sẽ mở nó lên. Mình sẽ tắt cái này đi nhá. Đây này, nó chạy lên đây rồi các bạn này, mình sẽ tắt bớt cái này đi. Rồi mình mở lên nhá, nó ra đây rồi này, các bạn thấy chưa? Rồi vậy là chúng ta đã khởi tạo xong cái dự án Laravel rồi đúng không? Cái này các bạn cứ bám cái trang của mình cũng đã ghi rất là chi tiết rồi đấy. Thế thì sau khi chúng ta đã có cái Laravel rồi thì cái bài viết này nó bảo sao? Nó bảo là chúng ta là phải là cài đặt cái Liveware này cũng với cái câu lệnh composer này đúng không? Rồi các bạn lại tiếp tục, chúng ta lại cài cái thằng này, các bạn lại vào đây, các bạn sẽ new terminal. Hồi nãy là mình cài Laravel nhé, còn đây là mình sẽ cài Liveware này.
lại chịu khó chơi một chút nhá. Các bạn nhớ là coi những cái video, hai cái video trước của mình trên YouTube nhá, thì để các bạn có cái hình dung nó sẽ dễ hơn. Rồi, hình như nó tạo xong đây rồi này. Đấy, khi mà các bạn tạo xong cái liveware này rồi ấy, thì các bạn sẽ phải tạo một cái component. Đấy, thì các bạn cứ hình dung là cái thằng liveware nó sinh ra là các bạn chỉ cần cần cái câu lệnh này thôi này, là nó sẽ tạo cho các bạn một cái view, và nó sẽ tạo cho các bạn một cái component. Cái component nó cũng giống như là cái controller của chúng ta dùng Laravel bình thường. À, nó sẽ tương tác với database và nó sẽ nhả dữ liệu ra view bằng cái phương thức render nhá. Thì chúng mình sẽ đã đánh câu lệnh này để cho các bạn hình dung nhá. Này, nếu mình đánh câu lệnh này, ok chưa? Chúng ta đánh câu lệnh này ở đây. Rồi, nó có liveware rồi đúng không? À quên. À đây là mình make liveware call register rồi đúng không? Đây mình xem nào, trên này nó có nhá. Mình lấy mình ghi này, nếu như còn này với câu lệnh này chúng ta sẽ có hai file được tạo ra ở đây đúng không? File là count register và count register đây. Đấy, mình sẽ coi này, ở đây app này. Các bạn thấy này, nó sẽ có cái liveware đây, các bạn thấy chưa? Đây nó có một cái component là count register đây. Đó, được chưa? Nó có count register đây. Và nó sẽ có một cái view, nó sẽ có một cái view, đó là view của nó sẽ là nằm trong cái resource view liveware. Các bạn thấy chưa? Đấy. Tức là đó, đang khi chúng ta gõ câu lệnh đó, thằng liveware nó sinh cho chúng ta một cái component. Các bạn cứ hiểu nó như là một thằng controller bình thường của chúng ta đang làm với Laravel bình thường, và nó sẽ tả cho chúng ta một cái view, và cái view của liveware nó sẽ nằm ở đây. Các bạn hình dung chưa? Thay vì chúng ta phải đi tạo view đây thì nó mặc định nó sẽ nằm ở trong cái thư mục liveware này. Được chưa? Rồi. Rõ ràng là đến đây là ok rồi đúng không? Rồi. Thế thì ở đây này, chúng ta sẽ là phải tạo cho nó một cái router cho cái component đúng không? Router cho cái component đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ vào cái phần router đây, trong web này đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ tạo cái router cho nó này. Đây hình như là mình đang copy đây, là nó thiếu một cái dấu gì mà nó lại báo đỏ đấy. À, router get à, bị gì đấy nhỉ? Hay là do mình quên copy cái này, view này. Mình phải view nó. Đây nó đang báo lỗi, khả năng là nó đang thiếu một cái dấu đây này. Rồi ok chưa? Là đây mình thiếu này, các bạn để ý giúp mình này nhá. Ở đây mình copy thiếu à? Ở đâu chỗ này, đến đây thôi chứ đúng không? Đấy đúng rồi, xin lỗi. Đây chắc là mình được copy thiếu nhỉ? Đây nó thiếu cái dấu phẩy đấy, các bạn nhớ nhá, sửa luôn này. Rồi đây nó báo cái gì đây? Like where register. Count register unexpected end file à? Đây nó đang bị lỗi cái chỗ này, nó bị trống một cái đây. Add line where character, đúng rồi, mình nhập character đây. Chờ mình xíu nhé, mình sẽ đánh cái này để cho nó tự count character đây này. View apply where expect. Ôi sao nó báo nhìn đấy nhỉ? Apply where character, qua cái thằng bên này xem nào. Count register đây đúng không? À rồi, Ctrl S lại là được. Đúng, cái thằng này sao nó chập chập thế nhỉ? Rồi ok, mất thời gian quá. Ctrl S lại là được các bạn. Nó báo lỗi ok chưa? Rồi chúng ta view cái này này. Rồi và chúng ta sẽ tạo router cho nó, ok chưa? Rồi tạo router này. Đấy, và sau khi này ở trong Laravel ấy, các bạn muốn mà truy cập cái router ấy, thì các bạn phải tạo cho nó một cái layout. Đó, cái layout này nó sẽ để nó có cái chỗ để nó render cái thằng thằng component này. Các bạn hình dung chưa? Cái component của chúng ta nó nằm ở đây. Đó, nhưng mà muốn render được cái component này ấy, là chúng ta phải tạo cái layout cho nó. Thì câu lệnh của nó ở đây mình cũng để đấy luôn này. PHTSL layout này. Các bạn đánh tiếp nhá. Khi mà các bạn tạo cái câu lệnh layout này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái file app ở trong cái đường dẫn này, nó cũng nằm ở trong view nhá. Đấy, nó cũng nằm trong view đấy, các bạn này để ý này, đấy nó sẽ sinh ra một component này này, và nó sẽ có một cái app ở trong này, và cái thằng component của chúng ta là sẽ view, nó sẽ render ở đây. Các bạn hình dung chưa? Đó rồi. Ok chưa? Bây giờ này chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta xong xuôi hết rồi đó, thì chúng ta có thể vào được trong này rồi. Ví dụ nhá,
Ví dụ ở đây nhá, cái component này này. Component cái ở đây cái view của thằng nó ấy. Ở đây mình để nó là ví dụ như một cái thẻ H1 nhá. Chào mừng các bạn đến với Lightwear CRUD, ok chưa? Rồi. Đấy, bây giờ mình thử vào trong cái đường dẫn của chúng ta nhé. Đường dẫn của chúng ta nó cái router của chúng ta là gì ở đây đúng không, mình để này. Giờ mình mới để ý là khi chúng ta copy ở bên cái web của mình qua đây nó cứ bị lỗi thế này nhỉ, các bạn lưu ý giúp mình nhé. Khi các bạn copy từ cái web qua nó lại bị lỗi như vậy, cho nên là các bạn đôi khi các bạn sẽ bị lỗi đấy. Này character nhá, mình sẽ vào cái đường dẫn này xem nó có gì. Đấy, các bạn thấy chưa, nó đã vào là chào mừng các bạn đến với Lightwear Crew đúng không. Đấy, nó sẽ là vào được cái view này rồi. Thế thì các bạn nhớ là để vào được cái view này, để vào được cái router này thì các bạn bắt buộc phải thực hiện các cái bước kia của mình nhá. Và đặc biệt là các bạn phải tạo layout, chứ nếu không, các bạn không có cái câu lệnh để tạo ra cái layout này này là các bạn sẽ không vào được cái router đấy đâu nhá. Rồi, ok, tiếp theo này chúng ta bám tài liệu chúng ta làm tiếp thôi. Bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái model và một cái migration nhá, có tên cái này luôn. Bởi vì là chúng ta phải tạo cái database để chúng ta tương tác với database mà, các bạn nhớ không? Cái này tất cả ở đây thì chúng ta đều tương tác với database. Đấy. Thế thì chúng ta phải tạo database thôi. Đấy, thì tạo database thì các bạn cũng bám này thôi. Đấy, các bạn sẽ mình sẽ tạo một cái model là member register này. Được chưa? Rồi. Mình sẽ tạo luôn migration cho nó. Mình enter một cái. Rồi gì? To argue make comment này, mình nghĩ là nó lại bị lỗi thôi, bị lỗi do mình copy to main argument, mình to make model. Cái này mình sẽ đánh tay xem nhé. Argument model này. PHP artisan make model đúng không? Member register này trừ m. Rồi, nó tạo rồi, mình nghĩ là do mình copy qua ấy, thì nó có thể nó bị lỗi gì trên này thôi. Những có thể thừa khoảng trắng kiểu như vậy. Rồi, vậy là cái này mình đã tạo giống như Laravel bình thường nhá, là các bạn đã vừa tạo ra một cái model đúng không? Chúng ta vừa tạo một cái model này này. Model có tên là member register này, và chúng ta sẽ có một cái migration để chúng ta điền cái thông tin của cái table đó. Cái này các bạn là học Laravel với mình thì các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không? Cái này các bạn không quan tâm nhá. Mình không quan tâm đến đây nha, mà các bạn auto hiểu đến đây rồi nhá. Các bạn chỉ quan tâm đến cái phần thằng Laravel thôi. Là model là ok rồi này. Xuống cái này đấy, thằng migration đâu, thằng migration nó nằm trong database đúng không? Đây migration, đây nó có một cái member đây rồi này. Rồi ở đây mình cũng để luôn là bởi vì chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng với các cái trường thông tin là tên này, rồi là năm sinh, giới tính, khóa học đúng không, rồi cái ảnh của chúng ta đấy, và hai cái trường mặc định của nó là ID và cái timestamp này đúng không. Các bạn copy luôn cái này, được chưa? Rồi các bạn sẽ vào đây. Đấy, vào bây giờ chết rồi, đây vào đây, chắc xin lỗi. Đâu nhỉ, copy đâu đây? Thay vào thằng này nhá, thay vào thằng này này. Rồi. Bây giờ database chúng ta đã có cái migration rồi, bây giờ chúng ta chạy câu lệnh php migrate đúng không, để cho tạo tạo cái table này. Nhưng mà trước khi tạo ấy là các bạn phải tạo một cho ta cái trong cái data đã đúng không? Chúng ta chưa có data mà, đúng không? Đấy, thế thì các bạn vào trong cái SAM giúp mình. Mình sẽ tạm thời mình tắt này nhé. Xong cái SAM này, vào đây đúng không? Vào location này, nó lâu thế nhỉ? Rồi vào đây này, đây mình sẽ tạo mới một cái nhá, mình sẽ tạo mới một cái này, cái tên dữ liệu của nó sẽ là nó giống với cái tên của chúng ta đi, Lightwear CRUD, được chưa? Mình sẽ tạo cái data này này đúng không? Cái này nó không quan trọng đâu, cái này mình tạo nó không dính dáng như này, nhưng mà theo thói quen thì mình cứ là OTF8 CRGNRCI đúng không? Đấy, mình tạo. Rồi mình có cái dữ liệu này rồi đúng không? Mình có cái dữ liệu này rồi. Thì mình sẽ copy cái tên này đi. Đấy, các bạn nhớ là copy xong thì các bạn qua bên cái chỗ
cái file env này này để các bạn thay vào đây nhá, thì nó mới ở đây. Cái database của chúng ta nó đang mặc định là Laravel, khi chúng ta khởi tạo dự án thì nó đang mặc định là Laravel, bạn đổi nó đi nhá. Chúng ta sẽ đổi nó thành Liveware crew đúng không? Rồi chúng ta control s nó lại này, và bây giờ mình sẽ chạy cái lệnh php myray nhá, xem nó có báo gì không. PHP artisan myray, chúng ta tạo cái migration rồi. Ok, chúng nó tạo hết các bảng, và nó trong đó nó có bảng member register table rồi này. Các bạn qua đây các bạn xem cấu trúc của nó này. Đấy, các bạn thấy chưa, nó có một cái bảng member register này rồi đúng không. Rồi tiếp theo là cái xem bám cái web của chúng cái bài của mình là tại migrate rồi này. Đấy, thì tại thư mục view ấy, trong cái thư mục view mình sẽ tạo ra một cái view register nhá. Mình sẽ tạo một cái trong cái thư mục view này này, đây trong cái view này nhá, mình sẽ tạo một cái register, ok chưa. Rồi mình sẽ tạo này để là mình, hoặc là các bạn nếu mà các bạn không cần, các bạn dùng thằng welcome này cũng được, nhưng mà thôi để bám cái bài viết của mình để cho các bạn dễ làm theo thì mình không dùng thằng này mà mình sẽ tạo một cái view riêng thôi. Đây php make view register này, rồi đấy nó sẽ có một cái view register đây, các bạn thấy chưa. Rồi à không, register đây sao lại nó giống giống như thằng trên này thế nhỉ, mình có nhầm không, sao lại thằng register này nó lại resource view view register. Rồi thôi kệ đi, nó tạo ra đây đúng rồi, nó cũng tạo ra register này, nhưng sau này còn nó lại có sẵn cái này nhỉ. Hay là khi mình cả mình dùng thằng Liveware thì nó lại kiểu khác khác vậy đúng không. Đúng là thì khi mình tạo, à đúng rồi đó, vì mình lâu rồi mình không tạo bằng cái câu lệnh php artisan, khả năng nó khác. Bình thường là mình cứ cứ tạo new này thôi, và bây giờ mình dùng cái câu lệnh này cho nó chuyên nghiệp hai người này, thì nó lại khác. Ok thôi, chấp nhận là đúng rồi đấy, nó có được. Nếu mà dùng cái câu lệnh thì nó sẽ có cái hai sẵn cái div này, được chưa. Rồi bây giờ này, cái nội dung ở trong này ấy là mình cũng để đây đúng không, nội dung nào mình cứ copy cái đã nhá, mình cứ copy đây cái đã. Rồi ok chưa, rồi mình sẽ giải thích cho các bạn. Mình copy cái này đi. Rồi thứ nhất này là ở đây ấy, là thứ nhất là cái link của CSS ấy, là mình sẽ tạo cho nó một cái style CSS nhá. Mình sẽ tạo trong cái public, mình sẽ tạo một cái thư mục register này, folder CSS và một style CSS. Thì cái style CSS này các bạn sẽ mình sẽ mở cái link mà các bạn tải về đó, mình sẽ mở, mình sẽ add chứ. Mình sẽ add nhá, mình sẽ add folder. Mình sẽ add cái folder mà chúng ta sẽ tải về, mình đang để ở ổ D Minacode. Đây mình để trong đây. Mình sẽ add nó vào crew liveware, mình add nó vào, được chưa. Rồi đây này, cái folder mà khi các bạn tải về ấy, là nó sẽ có một cái file index. Đây mình CSS thì do mình làm nó nhanh, nó đơn giản, mình đang để tạm nó ở đây, tí nữa mình sẽ chuyển qua luôn nhá. Đấy mình sẽ để ở đây, và các cái ảnh mình cũng chuẩn bị sẵn đây rồi nhá. Các bạn chỉ cần giải nén cái file này ra thôi, cái này mình các bạn sẽ giải nén ra là được, là ok thôi nhá. Thì bây giờ cái này mình sẽ lấy các cái thông tin ở đây thôi, khi các bạn tải về rồi các bạn cũng bỏ vào như mình này, được chưa. Rồi thế thì ở đây các bạn sẽ riêng cái style này, các bạn sẽ tạo ra một cái file giống như cái đường dẫn của mình đúng không. Cái đường dẫn của mình là cái chỗ này, là cái file gì đây, mình tạm thời là mình tắt nó đi nhá. Rồi mình tắt cái thằng này đi, register này đúng không. Mình sẽ tạo một cái folder register CSS để mình chứa này, hoặc là bây giờ mình sẽ trước mắt thì để mình nghĩ làm sao cho các bạn dễ hiểu nhỉ. Nếu mà làm thế này thì chắc bạn cũng hiểu thôi đúng không? Nếu như các bạn đã rành Laravel rồi thì đến đây các bạn hiểu thôi đúng không? À, mình cứ tưởng tượng là các bạn đang rành rồi nhá. Mình định là mình sẽ bỏ là mình tách, nhưng mà như vậy thì các bạn không cần thiết, bởi vì nếu mà các bạn đã có nền tảng Laravel rồi thì nó không cần thiết đâu. Rồi ở đây này thì bạn hình dung là mình cũng sẽ vào trong thằng public, được chưa? Public thì mình sẽ tạo ra một cái folder. Đấy, và folder ấy nó có tên là register. Theo cái đường dẫn đấy các bạn thấy không? Register này. Register này đánh cho đúng không, nó lại báo lỗi. Rồi ok, trong thằng register này mình sẽ tạo một cái thư mục là CSS, và trong cái thư mục CSS này này mình sẽ tạo ra một cái file là style.css, được chưa. Rồi trong cái style này bắt đầu mình mới bê thằng này qua, mình bê nguyên thằng style này qua để mình tách ra cho nó gọn, được chưa. Bạn copy xuống thằng style này, đây thằng style đây, mình có nó x nó đi. Rồi mình cho nó vào đây, được chưa. Rồi sau khi mình cho qua xong rồi thì mình bỏ thằng này đi,
Rồi, à không phải là này giữ nguyên giữ nguyên thôi, nó đâu liên quan gì đâu đúng không? Đây là nó cái phone end thôi mà. Rồi, mình bỏ trong cái mục tắt cái thằng này đi. Rồi trong register này là mình đã bỏ trong, và có những cái đường dẫn này là ok rồi đúng không các bạn? Cái đường dẫn này là mình có rồi đúng không? Rồi, để kiểm tra bây giờ tạm thời mình sẽ comment cái này lại đi nha, cho các bạn dễ hiểu. Mình comment coi như chưa làm cái này. Đó, mình sẽ comment cái này lại đi. Rồi tí là mình sẽ giải thích cho các bạn là vì sao mình phải cần cái này thôi. Rồi, actual liveware đây mình sẽ sửa thành là CRUD đi. Được chưa? Rồi. Này thì cũng sợ các bạn cũng khó hiểu đấy nhỉ. Thôi các bạn khó hiểu vướng gì thì các bạn comment cho mình nhé. Ở đây mình ấy xong rồi này. Thì ở đây mình sẽ gỡ cái này luôn. Đấy, bạn không hiểu thì các bạn hỏi thôi. Bây giờ nếu mà làm như vậy thì không biết khi nào cho xong, được chưa? Rồi các bạn là cái style CSS là các bạn cho vào đấy được rồi, để cho mình link đây. Còn cái phần phần HTML thì sao? Cái phần HTML này thì sao này? Được chưa? Thì mình để xem bài viết mình đang nói gì nào. Ở đây là chúng ta sẽ như thế này đúng không? Sau đó mình sẽ tạo router cho nó này. Mình sẽ tạo router cho nó. Để nó tạo một cái router register member này này để nó trả về cái view này. Đúng không? Để nó trả về cái view mà view register của mình cái này, mình tạo ra cái view register đây. Đây này đúng không? Mình sẽ tạo cái router cho nó, đúng không? Rồi, mình sẽ tạo router. Mình vào qua đây, đúng không? Hồi nãy đây là mình tạo router cho cái component của thằng Liveware nhá. Đây là mình tạo router cho cái thằng mà vào register member, cái thằng mà mình vừa tạo trong view này, được chưa? Thì nó sẽ return cái view register, đúng không? Là cái return cái view này đây. Các bạn hình dung chưa? Nó sẽ return cái view này đây. Ví dụ ở đây, mình comment nó lại đi nhá. Thì ở đây cũng như là hai xem nào. Rồi bây giờ mình thử vào nhá, mình sẽ vào cái router này xem nào. Đâu rồi, router đây đúng không? Mình đổi cái này đi, mình vào cái router của mình cơ. Rồi đây nó bạn nó hai đây rồi này, nhưng mà bao nhiêu bởi vì nó có cái CSS rồi đó, là nó đã chuyển màu đây rồi này, nó có cái thứ hai đây rồi, đúng không? Bây giờ cái việc của chúng ta chỉ quan tâm đến cái nội dung này thôi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra, được chưa? Thì các bạn lưu ý này, thứ nhất nó có hai cái này, Liveware Strip này này và Liveware Style này, là cái mục đích là để chuẩn bị là tí nữa là mình làm cái thằng phân trang đó, thằng này này là mình dùng cái thằng paginate của thằng Liveware, mà thằng đấy thì nó lại dùng cái thằng 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 gì nhỉ, tay 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 win à, thằng thư viện CSS đấy. Thì cho nên là muốn muốn tùy biến cái đó thì các bạn phải dùng cái này, hai cái này vào đây. Đó là trong cái tài liệu của thằng Liveware nó hướng dẫn nhá. Đó, thì các bạn có thể hình dung là mục đích nó đưa ra đây để chúng ta có thể tùy biến cái CSS của nó, được chưa? Còn cái thằng này là gì? Cái thằng này là cái thằng giống như thằng include. Nó giống như cái thằng include a còng include của thằng Laravel bình thường, nhưng thằng này dùng để include cái component của thằng Liveware. Đó, mình là include, mình đang đi ngược một chút. Đúng ra là mình sẽ đi đi xuôi, nhưng mà đây mình đang đi ngược là bởi vì thứ nhất là mình cũng có thời gian mà tài liệu có sẵn rồi, thì các bạn cứ 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 nghiền ngẫm một chút. Rồi thì các bạn vướng gì thì các bạn nhắn cho mình nhá. Đấy, mình sẽ liveware cái count register này, được chưa? Rồi thế thằng count register này là cái thằng gì? Thì thằng count register này là chính là cái thằng này này, nó nằm trong liveware này này nhá. Nếu mình gỡ ra nhá thì nó sẽ hiện là chào mừng các bạn đến với liveware, các bạn hình dung chưa? Đây mình thử gỡ này, rồi mình gỡ rồi đúng không? Mình sẽ loát lại này. Đấy các bạn thấy chưa? Chào mừng các bạn đến với liveware crew này. Rõ ràng là nó đã include cái component của thằng Liveware này vào trong cái này rồi, bằng cái câu lệnh này đúng không? Đó. Thế thì chẳng qua là bây giờ là mình sẽ đổi cái giao diện của thằng 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 bên kia thôi nhá. Thế ví dụ nhá các bạn này, ví dụ như mình bê thằng index.html này, mình bê luôn cả cái chỗ này là mình lên này nó có header rồi đúng không? Mình có thằng này nó ôm thằng body đúng không? Từ từ thằng body. Thế thì giả sử như mình ôm luôn cái thằng section này, mình ôm xuống thằng body luôn nhá, mình đến thằng body này luôn này, mình control c nó xong mình bỏ vào cái thằng code vector này, mình bỏ vào đây đúng chưa? Bây giờ mình thử ra mình loát lại này. À nó báo lỗi gì đây? Nó báo là count register multi root element detect liveware mount, là báo gì đây nhỉ? Liveware only support one HTML element per component. One HTML một per component à, lỗi này nghe lạ nhá. One HTML element per component multi root element detect root call register, tức là ý nó vào đây nhưng mà nó khả năng là nó đang đang
đang nhiều component. Đấy, nó đang nhiều component. Thế thì để mình xem trên này, để mình xem nào. Khả năng nó không 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 cho mình là one HTML element, mỗi component chỉ có một cái ấy thôi, đúng không? Rồi chúng ta sẽ quay lại cái tài liệu nhá. Nó có lỗi gì bạn trong thẻ body live account register, đúng không? Live account register rồi này. Thế thì đây mình cũng đã nói rồi, đấy, mình cũng nói khá chi tiết rồi. Đây chính là component live được mình ứng vào. Cho mình tạo một thư mục path. Thì mình cứ làm theo này đi, mình định ví dụ cho các bạn, nhưng mà hình như là thằng Liveware nó không cho mình theo cái kiểu bố cục nhiều cái element chồng nhau này đâu nhá. Thằng Liveware nó không cho như vậy. Rồi cái này mình sẽ để sau, để xem mình làm theo cái cách hướng dẫn của mình nó có được không cái đã nhá. Rồi vì đôi khi đi ngược đi xuôi thì không sao, nhưng mà đi ngược thì nó lại có vấn đề đấy. Bây giờ thế thì mình sẽ làm tiếp thẻ giống như cái bài hướng dẫn của mình nhá. Đây chim Liveware mình cũng lưu vào này. Đây, ở đây mình sẽ tạo ra một cái thư mục path ở trong cái Liveware này để mình chia nhỏ nó ra. Được chưa? Trong thư mục path này này. Trong cái Liveware này view này này, mình sẽ tạo ra một cái thư mục path để mình chia nhỏ nó ra. Khoan này, để chờ, để mình phải làm sao để cho các bạn hình dung như mình đi thế này thì sợ các bạn lại không hiểu đấy. Nhá. Thế mình để mình hiểu nguyên nhân vì sao nào. Nguyên nhân vì sao này. Ở đây nhé, ví dụ như ở đây mình sẽ không có nguyên cả các cái này đâu, mình chỉ có một ấy thôi, một phần thôi. Ví dụ như mình chỉ có nó là một cái, ví dụ mình chỉ có cái phần session này thôi. Đúng rồi, mình nghi là nó không cho mình hai session cùng một lúc, tức là nó chỉ có một component thôi, cha con vẫn được các bạn ạ. Mình nghĩ vậy, nó sẽ từ thằng section này đi vào được, nhưng nó không cho mình thêm một thằng section này nữa. Mình đoán là vậy, mình thử nhá. Mình con C này, mình cho vào thằng cao này đi, thấy đi. Được chưa? Là nó chỉ có một thằng section thôi đúng không? Nó chỉ có một thằng section thôi. Đây nó không có biến gì cả đúng không? Rồi mình thử nhá, mình thử xem nó có chưa này. Mình qua đây. Thằng bên này đúng không? Mình qua lại. Đó, đúng rồi. Thế là các bạn mình nhớ nhá. Rõ ràng là thằng Liveware nó không cho các bạn có hai cái container. Nếu như các bạn có một thằng section này mà các bạn có thêm một thằng section như thế này nữa là nó vào lỗi, mà các bạn phải đi từ thằng section này đi vào nhá. Đấy, phải tách ra từng thằng component là một cái div này, hình dung chưa? Đó, cái này giờ mình cũng mới biết đấy, mình test thử mình mới biết đấy nhá. Rồi thế thì đó, thì cái việc bây giờ chúng ta ấy, là chúng ta sẽ cũng là chẳng qua là cái lúc mình làm ấy, là mình include vào rồi bắt đầu mình tách ra, nhưng bây giờ mình bám cái tài liệu này nên mình đi nó hơi ngược một chút. Thì các bạn cứ làm xong rồi các bạn sẽ hình dung nhá. Rồi mình sẽ tạo ra một cái trong cái path này, cái path này này mình chia nhỏ ra mà. Đấy, mình chia nhỏ ra đấy, thì mình sẽ là tạo trong này một cái là thư mục này đúng không, member email, để chứa cái phần ảnh của chúng ta nhá. Phần ảnh của chúng ta đây này, phần ảnh này mình sẽ tạo ra, mình chứa riêng ra để trong dễ quản trị, được chưa? Rồi tạo ra một cái new file, được chưa? Đây mình sẽ là palette.php đúng chưa? Rồi mình sẽ member email palette nhá. Rồi không, mình copy thằng này chứ, mình copy thằng này. Nếu như cái này các bạn đã có kiến thức cơ bản về Laravel kết hợp với hai video trước của mình thì đến đây các bạn đã hình dung rồi nhá. Mình sẽ làm video này trên cái cơ sở là các bạn đã có kiến thức Laravel và các bạn đã coi hai video trước của mình nhá. Rồi member email này, rồi chưa? Tiếp theo mình sẽ tạo thêm trong cái path là mình sẽ tạo thêm một cái member list để chứa cái danh sách là sau khi chúng ta thêm nhá. Rồi path này, new file member list.palette .php chưa? Rồi mình sẽ cho nó cái này, mình copy cái này. Đây gọi là chia nhỏ địa chỉ mà cho nó dễ, chứ nếu mình để nguyên một cái file HTML vậy mà các bạn làm thì nó sẽ rối mắt lắm, được chưa? Đấy rồi, sau đó mình lại tạo thêm một cái thằng member table. Member list này là cái gì đây nhỉ? Member list là cái danh sách đúng không? Sao? Tức là mình trong member table này là nó lại nằm trong cái thằng này nữa các bạn, đấy này các bạn thấy chưa?
mình lại trong cái thằng thằng list ấy, mình lại tách nhỏ thêm một thằng table nữa để mình include vào đấy, để nó đỡ rối đấy, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tạo thêm một thằng member table nữa này, mình sẽ copy cái tên này đi, rồi mình sẽ vào new file member table. Cái này đơn giản là chỉ là mình đang tách cái phần HTML của mình ra thôi các bạn, chứ nó không có gì hết đấy. À, valid sao thế, nhau này bỏ lỗi cái gì đấy nhỉ? Đây là mình tạo folder new file member-table.valid.php. Rồi mình copy cái thằng này, cái thằng table trong file HTML của mình thôi, mình copy nó vào. Rồi mình sẽ cho nó vào đây, ok chưa? Rồi rồi nội dung hoàn chỉnh của Regex-Code-Regex-Table nó sẽ như thế này. À, nội dung hoàn chỉnh của thằng Code-Regex-Table là cái này là cái gì, là Code-Regex-Valid đúng không? Vậy là mình thằng cái file index HTML của mình ấy là nguyên một cái cục dài dằng dặc này này, thấy chưa? Dài dằng dặc này này là thứ nhất là phần phần CSS thì là mình đã tạo ra một file style để mình link vào rồi đó. Còn cái phần HTML ở phía dưới này thì mình đã tách ra thành các phần nhỏ. À, mình cắt phần nhỏ trong đó này, mình tách ra một phần là để chứa cái ảnh. Đấy, cái mà chúng ta thêm ảnh là cái này đây. Một phần để chúng mình chứa cái list đúng không? Cái list nó là chỗ member list này, đi xuống này, từ danh sách học viên tìm kiếm rồi cái table dài của chúng ta. Vì cái này là khi mình code cái giao diện trước ấy, thì nó mình đã comment nó lại nhá. Còn các bạn tải về các bạn gỡ comment ra, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có thêm cái table này nữa. Thì mình sẽ có hai cái div, một là cái hiện chưa có học viên nào và một cái div table, một cái table để là khi chưa có cái học viên nào ấy thì nó sẽ hiện cái này đúng không, khi có rồi thì nó hiện cái table. Thì các bạn khi các bạn tải xuống về thì các bạn cứ gỡ ra, các bạn sẽ thấy nhá là vì sao mà mình đã comment lại, thì các bạn cứ gỡ comment ra thôi, được chưa? Đó, vậy là mình đã tách ra trong cái file HTML này thành ba cái view nhỏ. Và bây giờ cái view chính của chúng ta là cái view code regexter palette này này thì nó sẽ như thế nào đúng không? Đấy thì nó đây, các bạn sẽ copy cái này bởi vì trong này nó đã include vào rồi mà. À, include vào thì cơ bản nó sẽ không thay đổi đúng không? Rồi mình sẽ copy cái này vào. À, vậy là mình đã tách cái thằng kia ra. Mình đã tách cái thằng này ra và mình sẽ include vào này, ví dụ nhá. Cái ảnh ấy là mình include cái đâu rồi, chỗ ảnh nó nằm ở đây đâu nhỉ, đây là mình sẽ include cái member email rồi này đúng chưa, cái dưới này là mình include cái thằng list này được chưa, và trong thằng list này mình có include cái thằng table, bạn hình dung chưa? Rồi thế bây giờ nếu như mình ra mà mình load lại thì nó sẽ báo lỗi thôi, bởi vì là chúng ta chưa có cái này, mình sẽ báo lại, nó sẽ báo lỗi, có thể nó sẽ không tìm thấy các cái biến thôi, nên mình thử nhá. Nếu bạn thấy nó lỗi này, nó undefined đủ các loại biến, bởi vì trong này ấy, mình có thì nó đang có các cái biến ở trong đấy, các bạn hình dung chưa? Này các bạn, trong cái code regexter này có rất là nhiều các cái biến, biến này từ đâu ra? Nó từ cái component của thằng Liveware, giống như kiểu khi chúng ta làm Laravel bình thường thì nó từ cái thằng controller nó ra, nó bắn các cái biến này ra. Thì bây giờ chúng ta đang dùng Liveware thì nó bắn từ thằng component của thằng Liveware nó ra, các bạn hình dung chưa? Mà bây giờ ấy, là các cái biến ấy, thì ở đây là chúng ta đang đi ngược, mà biến thì có đây rồi nhưng mà cái biến này từ đâu ra đấy thì chúng ta phải quay lại cái chỗ thằng component của nó đúng không, nó nằm ở đây, nó nằm ở chỗ thằng app và vào thằng Liveware này. Thằng này nó đang chưa có gì cả, nó chưa có gửi gắm cái biến gì cả, mặc dù nó đã trả về cái view này rồi đây. Nó tự động trả về cái view khi các bạn chạy cái câu lệnh tạo thằng Liveware, nó đã tạo ra một cái view này rồi, chẳng qua bây giờ các bạn xào nấu gì ở trên này, biến như thế nào này nọ để nó render ra ở đây để các bạn dùng, được chưa? Thì ở trong cái tài liệu này mình cũng đã gửi cho các bạn cái hoàn chỉnh của cái thằng component đó đây nhá. Thế tại sao mình đặt biến như thế nào, những cái câu lệnh như thế nào, thì các bạn cứ coi hai view trước của mình ấy kết hợp với view này thì các bạn sẽ hình dung được vì sao mình lại xây dựng một cái component nó như thế này. Các bạn hình dung chưa? Rồi giờ các bạn copy nó đi. Các bạn cho vào cái thằng 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 Liveware này thôi. Copy vào đây này. Được chưa? Đó. Thế là rõ ràng là thằng này nó không như thằng controller, các bạn cứ hình dung nó như thằng controller của thằng Live, thằng thằng Laravel.
Đó, nhưng mà chẳng qua thằng này là của Liveware, nó cũng xây biến này, các cái validate này các bạn coi các hai video kia của mình nhé, trong cái kênh của mình mà nó có cái chuyên mục các cái về thêm ảnh sản phẩm rồi là validate thì nó là kiến thức của nó mang qua đây thôi, chẳng qua bây giờ là mình chuẩn hóa, mình ứng dụng nó để các bạn tạo ra một cái CRUD thiết thực để cho các bạn áp dụng luôn ngay vào trong các cái dự án của các bạn thì các bạn sẽ thấy nó hứng thú hơn là thay vì cứ cứ làm suông đúng không? Rồi vậy là chúng ta đã có cái này rồi. Đấy, thế thì bây giờ mình thử ra lại nhé. Trong dưới này nó còn còn có làm gì nữa không nào? Đây nó chỉ là style thôi, style thì chúng ta đã làm rồi. Đấy, nó bảo là vậy chúng ta đã xong. Thế thì thử mình thử cùng các bạn. Cái này ấy, lúc đầu mình để ảnh của mấy bạn này này. À, vì mình lấy ví dụ đó, mình thấy là mình lên mấy cái trang Pixabay mình thấy ảnh của mấy bạn nhỏ nhỏ này mình đưa vào đây. Cái này là cái cũ nhưng mà mình thấy là hình như là cái việc chúng ta dùng ảnh của các bạn nhỏ này lên đấy, các cái kênh social ấy, là nó sẽ hạn chế nên mình đã đổi rồi. Mình đổi vào cái ảnh người lớn rồi. Cái này sẽ tạm thời để đây thì chắc là mình xong cái view này mình sẽ có thể mình sẽ sửa cập nhật lại nhá. Đấy các bạn này. Đấy thì mình thử nhá, ra lại này, ra lại chúng ta xem nào. Bây giờ mình thử load lại này. À nó vẫn đang báo đây. À nó bảo là include Live WhatsApp member list. Là nó báo cái gì đây nào? Not found đúng không? Rồi cái lỗi này thì chắc không vấn đề gì đâu, khả năng là mình đã đánh sai thôi. Sai cái tên thôi. Ở đây này, nó báo đây này. Did you mean Liveware này này, khả năng là mình đang đánh sai cái tên thiếu dấu, thử xem nhá. Ở đây này, list này thiếu dấu chữ T này các bạn thấy chưa? Rồi mình sửa lại một chút nhá, mình copy sai thôi. Mình sửa đây. Rồi mình gót lại này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi cái ảnh này nó mất tích đâu nhỉ? Ảnh này này. À, vì sao ảnh này mất tích? Mình thử chọn ảnh thôi nào. Đây nó có ảnh đây nhưng mà khả năng nó có thể bị cái CSS thôi, mình thử nhé. Đây là chưa có học viên nào thì ok rồi này, nhưng mà cái ảnh này tại sao nó lại bị lỗi ở chỗ này? Có thể là do để mình nhớ lại xem nào, nó bị cái gì ở đây. Mình thử thêm con nào, mình thử thêm nhé. Mình thử thêm xem nào. Rồi những năm sinh 2000 này. Nam này. Khóa học HTML. Không, mình chọn ảnh này. Chọn thằng cha này đi. Rồi mình thêm này. Rồi nó báo lỗi này, name rồi, rồi rồi ok. Đây này, cái này là chúng ta chưa chưa khai báo ở bên cái thằng thằng model nhá, thằng model. Ở đây mình có thằng khai báo chưa nhỉ? Ở trên này mình trong tài liệu mình có chưa? Mình có hướng dẫn các bạn khai báo chưa? Chắc là chưa đúng không? Thì nào mình kéo từ trên dưới mà nó mình còn thấy đâu thấy đâu. Model này thì nó cũng dễ thôi. Đấy, tức là ý là khi các bạn tạo model rồi nhưng mà chúng ta chưa chưa khai báo bên cái model của chúng ta. Đây, mình sẽ vào cái model này. Model của nó là nó nằm ở model đây đúng không? Mình sẽ copy cái thằng này đi. Copy qua mình đổi cho nhanh. Đây mình sẽ thay ở đây. Ở đó là mình có các cái trường gì nhỉ? Name này. Mình sẽ mở cái này lên điền cho nó chuẩn này. À trên này như mình có này. Trên này này. Name này, birth này. Birth này không biết có phải birth ngày sinh không nhỉ? Hình như birth là chim. Đấy, dốt tiếng Anh này hay thích thể hiện như vậy đấy. Sex này. Hai cái nữa đúng không? À, thì cái video này coi như nó bổ trợ cho cái bài kia, các bạn thấy nó đang thiếu cái gì nhá, cost này. Rồi ở đây mình sẽ email, nó có 5 cái trường đúng không? Rồi sau khi nó có 5 trường rồi, rồi chúng ta load lại xem nhá. Bây giờ thử lại này, tên này. Rồi năm sinh 2000. Nam, khóa học HTML, chọn cái ảnh, rồi mình thử thêm nào, rồi nó thêm được rồi này các bạn này, nhưng mà tại sao cái ảnh này nó đang bị như thế này? À, nó đang bị cái ảnh này là chưa đạt rồi đúng không? Mình thêm tí nữa là Lê Kiều Anh, cứ thử cả cái kia đi, nếu được thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái mà cần sửa thôi. 2002 nữ đúng không? CSS. Rồi đây cái ảnh chọn cái ảnh này. Rồi thêm.
Rồi thêm vào đây rồi đúng không? Ok, mình biết rồi, cái lỗi ảnh này thì khả năng mình đoán được rồi đấy. Lỗi ảnh này là bởi vì là khi chúng ta quay lại, chúng ta coi cái component của chúng ta này nhá, cái copywriter này, chúng ta coi cái đường dẫn đi. Public email, stored email này, đúng không? Chúng ta lưu cái đường dẫn ảnh stored này, public email, get current, path là rồi. Chúng ta tạo ra cái đường dẫn này nhưng chúng ta chưa chưa link. Các bạn nhớ khi chúng ta ở Laravel đấy, mà khi các bạn upload các cái ảnh ấy, chúng ta phải có một cái câu lệnh là PHP, các bạn trên cái blog mình nó có nhé, PHP artisan, đúng không? Nó có một câu store s chấm link, thử xem nhé. Rồi khi nó link rồi, cái ảnh này nó mới hiện ra các bạn này. Chúng ta bắt lại coi nào, đấy các bạn thấy chưa, khi link vào nó mới hiện nhá. Này lại thêm nhá, thích nhật từ đi, là mình thấy ấn tượng cái trang này, thích nhật từ này. Rồi 1999 chọn ảnh này, lấy ảnh của cái chị này đi, rồi nữ nhá, khóa học Safari Trip thêm. Rồi ở đây nó đang báo lỗi một chút này, khả năng cái này là do CSS đúng không nhỉ. Rồi kệ nhá, mình cứ thêm cái lỗi này tí nữa chúng ta fix xong, chúng ta thử thêm một cái nữa nó xem nó có đang có nhảy cái paginate cho chúng ta không. Thông tin học viên này, cũng như đây là Hoàng Văn Hùng này. Sau CSS tiếp đúng không? Chọn cái ảnh mình có bốn cái. Phần này thêm rồi, đây là nó nhảy ở đây rồi, cái này này các bạn thấy không, ở đây nó đang mình sẽ phải chỉnh sửa một chút đấy, bởi vì là đây ấy, là mình đang dùng cái thằng paginate của thằng thằng có sẵn ở thằng Liveware đấy. Bây giờ mình muốn bỏ cái này ấy, thì các bạn dễ thôi, mình cũng cầm một các bạn coi cái tài liệu của nó nhá. Đây mình thử tìm kiếm cái nào, ở đây là mình giả sử mình kiếm từ này. Đấy, nó tìm kiếm là ok rồi này nhá. Rồi cái thằng bên này là gì nhỉ, cái thằng bên này mình thử tìm đúng không, Ngô Sinh Nguyên, thằng Ngô Sinh Nguyên đúng không, ở nhưng mình Nguyên này. Đó, nếu mà các bạn ấy không thấy này là hiện cho bao nhiêu nào đúng không. Vậy là thứ nhất là thêm là được ok rồi, tìm kiếm là ok rồi, thằng paginate này là ok rồi. Bây giờ mình thử xóa nhé, mình thử xóa thằng này lên kiểu anh nhé. Rồi xóa xong rồi nhé, xóa còn có ba thì nó thụt vô rồi này. Các bạn nhớ là hoàn toàn không có cái việc load trang đâu nhé, chúng ta đang là single page mà. Đấy, đấy, thử xóa lại lần nữa này. Rồi ok nhá, coi như chúng ta sẽ không thêm nữa, chúng ta thấy là bây giờ edit xem nào. Ví dụ như thằng này thích nhật từ này nhá, mình edit này. Rồi nó hiện lên đây rồi đúng không? Rồi, ở đây bây giờ nó muốn sửa thì các bạn sửa tốt, như đây là thích nhật từ, xem sửa thích nhật tâm chẳng hạn đúng không? Đây là 1988 rồi. Đây mình đổi, không cần đổi, đây sẽ chẳng hạn đúng không? Mình sửa thằng này, đang sửa thằng này, sửa thằng này, mình sửa cái ảnh thì dễ nhận diện này, sửa thằng ông râu này đi. Sửa này. Rồi, đấy nó sửa được rồi, các bạn thấy chưa? Rồi, thế là cơ bản là cái CRUD của chúng ta là chúng ta đã thực thi được rồi. Chẳng qua chúng ta đang bị lỗi một chút về cái CSS thôi, cái chỗ này nhá. À cái chỗ này mình hiểu rồi. Khả năng là mình đang bị mất cái ảnh cái no email có trong này chưa nhỉ? Đúng rồi, mình chưa có cái ảnh no email. Các bạn nhớ là trong này các cái ảnh này thì các bạn thêm, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái ảnh no email này này. No email này các bạn coi cái đường dẫn của nó mình đang để nó ở đâu, nó đang nằm ở trong cái file member email này này. Đúng không? Thì ở đây mình các cái câu lệnh này các bạn cứ cứ xem thì nó dễ hiểu thôi, nó không có gì, chẳng qua là if else bình thường thôi nhá. Tức là khi xong cái này thì các bạn copy rồi, các bạn chạy rồi thì các bạn coi lại cái code, coi lại cái code của mình, cái cách mình làm, cái gì mà các bạn đang thắc mắc hoặc bạn có hình dung các bạn cứ comment hỏi, thì cứ comment dưới mình sẽ trả lời. Có thể lúc mình bận thì mình có trả, nhưng mình sẽ trả lời các bạn nhé, các bạn cứ comment thôi. Ở đây này cái picture này, rõ ràng ấy là nếu như mà nó không có cái photo, nó không có cái ảnh này thì nó phải có một cái ảnh mặc định là đâu email nó nằm trong cái này đúng không, nó nằm trong cái này thì nó đang ở trong cái register này. Trong cái register public đâu, public public đây đúng không? Register này mình sẽ tạo thêm một cái folder nữa để mình chứa cái ảnh no email, mình chưa có ảnh đúng rồi, nó rõ ràng rồi đấy nhá. Mình tạo new folder và tạo một email
đúng không? Email rồi. Sau đó mình copy cái ảnh no email mình bỏ vào. Đây, no email này. Cái ảnh này này. Mình cho vào trong cái email này đúng không? Mình copy vào chưa? Rồi thôi mình copy vào mình load lại này. Đấy các bạn thấy chưa? Đó, nó đang là ok rồi đúng không? Rồi. Thế thì giờ chỉ còn có cái khúc này thôi. Chỗ này là vì RAM nó lại bị như thế này này. Thì các bạn thử coi lại, mình nghĩ là nó bị ở cái chỗ paginate thôi. Mình sẽ tắt bớt cái này đi nhá. Cơ bản ở đấy rồi đúng không? Giờ cố gắng mấy giờ rồi? Ôi 50 phút đúng không? 50 phút nhưng mà may mà có tài liệu đúng không? Các bạn nhớ là vừa làm theo video này và vướng gì thì nhắn hỏi nhá. Chứ mình nếu mà đi mà ngồi giải thích rồi mình đánh theo chiều xuôi ấy, thì nó lâu lắm. Không biết khi nào được xong đâu. Đấy. Rồi. Đây mình sẽ tạm thời mình tắt đi nhá. Đây mình nghĩ là cái này là do cái single cho mình chờ sao nó lỗi cái này, nếu mà tìm kiếm này nó đang nằm trong cái danh sách đúng không, mình vô cái member list đi, member list này này. Đấy, hiện chưa có học viên nào, cái này thì lỗi CSS thôi các bạn, ví dụ mình xóa hết đây nó. Mình vào trong cái table xem nào. Nó đang bị giữa table với cái này đúng không? Nó đang bị giữa table với cái này. Table trong này là count regist, trong member list này. Member table này. Hiện chưa có học viên nào tìm kiếm này, mình nhớ đây mình cho một cái br xem. Ví dụ thôi, xem nó có tách ra không. Đấy nó tách ra rồi này, thì diễn thêm br cũng được nhé, nếu mà các bạn thêm br nữa mình nghĩ nó sẽ thế, giờ ngồi đi bàn lại nó lâu rồi. Bây giờ mình chỉ có là mình sẽ cái paginate thì các bạn có thể tự nghiên cứu được nhỉ. Paginate thì tức là paginate ví dụ như ở đây mình thêm vào một sinh viên để mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta CSS cái paginate luôn. 99 này, nam này, khóa học JavaScript này, chọn lại trong này, chọn này khác đi, chọn này trùng cái nhà đây này đi, thêm rồi mình thêm thích đủ thứ 2000 thêm cái câu này nữa đúng không, thêm rồi nó ra cái này. Đây các bạn muốn xem cái này, các bạn muốn biết cái này thì nó sẽ có cái, các bạn sẽ phải, mình sẽ coi cái tài liệu nhá, nhớ là mình nhớ nó nằm ở đâu nhỉ, tức là chúng ta phải public cái view, chúng ta phải cho cái view nó ra ngoài, ta thử tìm nhé, để thử tìm nếu mà các bạn chưa đây. Rồi cố gắng trong vòng 7 phút nhé, trong vòng 7 phút chúng ta quyết tâm thì chúng ta thử tìm xem nó nằm ở đâu. Bây giờ mình sẽ vào cái learning này, Liveware này, rồi hoặc là mình search đi, how to CSS paginate in Liveware. Đây này. Mà đây. Đây nó bảo mình này. Set after này, multi paginate on same page này. Đây nó có sử dụng bootstrap này. Sử dụng cái view account này. You can public Liveware view. Đây. Tức là bây giờ chúng ta muốn mà chúng ta set cho nó ấy thì chúng ta phải dùng cái câu lệnh này đúng không, public paginate ra đúng không, sử dụng một cái view có phải không nhỉ, nhớ là nó có ở đây xem paginate data này, after filter data rồi, multi paginate on same page rồi, không liên quan, sử dụng bootstrap, liveware default sử dụng tailwind này,
You bootstrap, you can end bootstrap. Cái này chúng ta thay được, chúng ta sử dụng bootstrap nhé. Cái này các bạn đọc thêm. Sử dụng một cái custom panel view, way to custom view render này, method là path này, name link này, over rồi này, public live này, you can public the live panel view này, sử dụng rồi. Chúng ta thử nhá, mình nghĩ là cái này đây, mình nghĩ là cái này đấy. Rồi chúng ta thử này. Rồi chúng ta coi nó có public chưa. Đây nó nằm trong này, các bạn thấy này, hồi nãy nó không có thằng vendor này đúng không các bạn, nó không đâu có thằng vendor này đâu. Bây giờ nó sinh thằng vendor để chúng ta sẽ xử lý nó. Thế thì trong cái thằng paginate ấy, nó sẽ có hai dạng, một là một cái dạng là simple, một cái dạng là bình thường. Bootstrap cũng có simple, typing cũng có simple. Thì cái simple hay không ấy, là nó sẽ ăn ở cái chỗ này, nó sẽ là rơi vào cái chỗ cái thằng mà thằng 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 component của chúng ta này, ở cái chỗ chúng ta sử dụng cái câu lệnh mà paginate này, thằng simple nó khác, mà thằng này là thằng bình thường. Thì thằng simple thì cơ bản đơn giản là cái cách cái view nó khác thôi các bạn. Đó, cái view của nó sẽ không như thế này, nó sẽ không có số mà nó đẩy hai cái mũi tên này về phía hai bên thôi, các bạn thử trải nghiệm nhé. Đâu của chúng ta đây, đây này, nó không 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 ấy mà nó cũng không có cái này luôn. Đấy, thế thì rõ ràng là khi chúng ta public nó ra rồi ấy, thì nó nằm ở trong này rồi, nó nằm ở trong cái vendor của chúng ta rồi, thì chúng ta vào chúng ta sửa thôi. Nó hiện nay chúng ta không dùng bootstrap, mặc định của nó là Tailwind. Thế chúng ta vào Tailwind này nhé. Ví dụ như thằng Tailwind này, mình bỏ hết đi, ví dụ thôi, con nó đét đây, xem ra nó có còn thấy không nhá. Mình ra đây, mình loát lại, đấy nó mất tích rồi, các bạn thấy chưa? Đó, thì rõ ràng là ở đây chúng ta đã có thể xử lý nó rồi đúng không? Thế thì cái phần này này, showing này, thì các bạn tìm, các bạn bỏ nó đi. Cái này là mình nghĩ đâu có cần đâu đúng không? Nếu mà các bạn cần thì các bạn tùy thôi, thay đổi chữ này nọ đây này, showing như này. Các bạn đổi tên nó đi nhá. Này đổi tên như đây, mình đổi nó là sâu sâu đi, như vậy nhé. Chúng ta ra thì chúng ta xem này. Đấy là sâu sâu này, các bạn thấy chưa? Đó, nhưng mà đây như các bạn bỏ nó đi, như các bạn bỏ nó đi. Các bạn bỏ đây thì các bạn bỏ kiểu gì nhỉ? Comment là hay sao? Comment hay là text ray? Hoặc là các bạn bỏ nó đi nhá. Bỏ thì xem nó như thế nào nào. Đó thì nó đâu, nó đẩy cái này qua đây. Đó, thấy chưa? Thế thì cái này các bạn sẽ tự các bạn sẽ CSS nhá, nghiên cứu thêm cái chỗ này đi. Còn cơ bản là mình đã hướng dẫn xong các bạn rồi. Cái này là rõ ràng là chúng ta đã thêm sửa xóa này nọ là không ghê nhá, tìm kiếm này nọ rồi nhá, lại thêm cả cái paginate này, ảnh này nọ rồi đấy. Thế thì việc của các bạn bây giờ á, nếu như bạn nào quan tâm thì thứ nhất là đừng quên mua ủng hộ mình cái chuộc 19.000 nhá. Mua xuống cái về xong kết hợp với là tài liệu mình đã để trên này rồi, các bạn cứ làm bám theo cái video này bạn làm. Sau khi các bạn làm xong đấy thì các bạn cứ coi lại, đặc biệt là các bạn phải coi hai video trước của mình để hiểu qua thằng Lightway là gì, được chưa? Rồi sau đó các bạn vận dụng nó vào đây đấy, các bạn làm cái chỗ code nào các bạn không hiểu không không ấy thì các bạn để lại cái comment cho mình, thì mình sẽ có thời gian mình sẽ giải thích nhá. Thì mình mong cái video này nó sẽ thích, bởi vì bản thân mình thấy nó khá là ok. Chúng ta nếu như các bạn đang lăn tăn về cái việc là có nên học React hay học Vue hay không, thì các bạn làm những cái app kiểu như thế này, thì rõ ràng là thằng Lightway nó sinh ra nó đã giúp cho các bạn một phần, không phải là giúp nhiều, để các bạn đỡ lăn tăn yên tâm và làm thằng Laravel cũng được, ok chưa? Thì mình quan điểm của mình là thằng nào các bạn đừng có đứng núi này trông núi nọ, thì cuối cùng không có cái thằng nào các bạn sẽ giỏi cả đâu. Các bạn cứ chuyên sâu vào nó, cơ bản dần dần nó có cộng đồng lập trình, nó sẽ tự build ra được những cái tính năng để nó bù đắp cho những cái thiếu hụt của nó, là tương lai nó đang hiện hữu, và live này nó là như vậy. Cho nên các bạn cứ yên tâm nhá, để mà mình làm. Ok, video này đến đây thôi. Các bạn nhớ có nhu cầu số code cái này thì ủng hộ, còn không thì các bạn cứ tự build từ code rồi các bạn áp dụng theo nhá. Rồi xin chào và hẹn lại các bạn. Giờ cũng đã hơn gần 7 giờ rồi, đúng không? Rồi xin chào. Đúng rồi, đúng 1 tiếng luôn. Rồi đúng 1 tiếng luôn. Xin chào nhá.